khi Esau đi đóng phim, hết cưới anti-fan rồi bị đẩy xuống địa ngục, điểm chung là đều chết không kịp ngáp. Là một trong những nhóm nhạc đình đám nhất của pop ở thời điểm hiện tại, Esau cũng rất chiều lòng fan khi liên tục lấn sân, sang mang phim ảnh, mang đến cho khán giả những tác phẩm đủ thể loại, từ hài hước cười ngất, ngọt ngào lãng mạn hay hành động, kinh dị đều không thiếu. Vậy sau 8 năm hoạt động, các thành viên Esau đã có trong tay những vai diễn bá cháy, nào khiến Esau nhớ mãi không quên. Là Trần nhảy chính liên tục thể hiện vũ đạo điêu luyện và quyến rũ, nhưng anh chàng cái cũng không ít lần khiến exo lờ nổi hết da gà, bằng các dự án phim lấy đề tài tình cảm siêu ướt át. Idol sinh năm 94 ghi điểm với các mọt phim, thông qua một si kiêu nhút nhát, tự ti trong an tan dè gương mặt lạ lắm, giúp anh chiến thắng giải thưởng đầu tiên tại Star Hub Night of Star Awards 2018, Ngoài ra, anh chàng cũng tích cực tham gia nhiều tác phẩm lãng mạn khác, như vải diễn anh chàng tên ngân hàng thất nghiệp suốt 5 năm chóng cho co banh, hay thần chết à tô cực điển trái trong phép màu đưa đôi mình gặp gỡ đài KBS2. Là một trong những thành viên có sự nghiệp âm nhạc solo thành công nhất EXO, nhưng bác Hyun un cho đến nay chỉ mới tham gia đúng một bộ phim truyền hình. Thế nhưng, ít mà chất, phim mà anh chàng tham gia lại vô cùng nổi đỉnh nổi đám, đó là người tình ánh trăng sở hữu dàn sao nóng đến mức bỏng tay. Trong phim, Park Un vào vai anh mời Wang Eun, chàng vương tử có tính cách quậy phá, ngỗ nghịch nhưng vẫn rất đáng yêu. Mỹ nam tiên tử này chỉ là một trong số dàn vương tử ngọc ngà sáng người thơm như sầu riêng, được đóng bởi Lee Jun Ki, Kang Han -e -un, Nam Do Hyuk Ji So. Chưa kể đến nữ chính xuyên không về thời cổ trang hưởng phước, lại là quái vật nhạc số yêu, giờ đã hiểu phim hát đến mức nào chưa? Trưởng nhóm E Suho Ho cũng chứng tỏ khả năng diễn xuất siêu hạng của mình thông qua các dự án phim truyền hình phần lớn đều là các vai giàu nứt vách như thiên tài lập trình kiêm tổng tài nhưng chẳng nhớ mặt ai trong chàng giàu nàng nghèo hay thợ bánh thích chạy xe phân khối lớn trong dự án hợp tác cùng trung quốc bánh mì đêm how i Eat bread Suho cũng bén duyên nhẹ với mạng điện ảnh khi sông pha cùng bộ tứ đồng dâm trong oan dây chip dù có hội bạn siêu sừng sò gồm Jisoo, Yếu Jun Eon và Kim Hy Chan, nhưng nhân vật của thành viên e lại không may là người duy nhất tử nạn trong phim gió xe đụng không quá mặn mà với mảng truyền hình, song DOXO, khá thành công với các tác phẩm điện ảnh, đáng nói nhất là anh tôi vô số tội, giúp anh chàng chiến thắng giải bác sang và rồng xanh. Thừa thắng sông lên, DO tiếp tục tham gia dự án kinh dị viễn tưởng thử thách thần chết, trong đó anh đóng vai binh nhì rong ơn đồng thời là một hồn ma hận thù. Năm 2018, DO trở lại với phim truyền hình Lang Quân 100 ngày giúp khẳng định thêm thực lực của anh chàng tại mảng diễn xuất anh cả của eso chỉ mới tham gia vỏn vẹn một dự án điện ảnh nhưng không vì thế mà thua kém mấy cậu em cùng nhóm bộ tứ lừa đảo là tác phẩm hài kịch lấy bối cảnh josian trong đó nhân vật của siêu minh thuộc nhóm lừa bịp đã giao bán sông đê dòng và thực hiện thương vụ gian xảo nhất từ trước đến nay cậu học việc chết tức tuổi khi phi vụ chưa hoàn tất thành viên nhỏ tuổi nhất eso xe chạm ngõ vai chính phim ảnh khá trễ thông qua rock gory White, nhưng ghi điểm tuyệt đối khi đảm nhận tận hai vai trong cùng một phim anh chàng hóa thân thành cặp sinh đôi với tính cách trái ngược hoàn toàn, với Kang Ho ô hiền lành, yếu ớt và em trai càng hư úc ngầu lòi, thích đánh nhau. Sắp tới, Sehun sẽ đàm phán để tham gia phần tiếp theo của phim giải tập hải tặc, dự kiến cũng là một hình tượng trai hư nhưng đẹp trai ngời ngời khiến chị em đổ máu. Chan il có vai chính đầu tiên thông qua series đặc biệt của Aesop mang tên Aesonic thế nhưng mãi đến tôi kết hôn cùng anti-fan thì anh chàng cao kiều, nay mới thật sự được công nhận ở mảng phim ảnh. Tựa phim điện ảnh cộng tác cùng Trung Quốc kể về câu chuyện tình yêu giờ khóc giờ cười giữa siêu sao Ho Ozun và phóng viên hóa anti Phan miễu miễu viên San San. Ngày ngày 18 tháng 6, Chan Il-on sẽ trở lại lĩnh vực diễn xuất bằng một bộ phim kịch truyền thanh, đặc biệt có tên Pit Apat Pit Apat, trong đó anh sánh vai cùng nữ diễn viên xinh đẹp Lee Se Rang. Các fan sẽ có dịp trải nghiệm một hình thức xem phim hoàn toàn độc lạ, nghe audio 100% mà không có bất kỳ hình ảnh nào. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.